Xin kính chào quý vị. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Và chúng tôi xin mời quý vị trở lại với chương trình Sống Vui và Sống Khỏe của chúng tôi. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin đề cập tới một vấn đề tiêu hóa gọi là ợ chua, mà tiếng Anh gọi là heartburn. Thì nó có một cái điểm này, chúng tôi xin thưa là cái chữ heartburn này nó có chữ trái tim ở trong đó, nhưng mà không phải là cái bệnh của trái tim, mà cái bệnh này là bệnh của cái sự tiêu hóa mà chúng ta gọi là ợ chua. Trước hết chúng tôi xin định nghĩa ợ chua đó là cái gì. Thì thưa quý vị, ợ chua nó là một cái cảm giác nóng cháy ở phía sau cái xương ức của chúng ta. Thưa quý vị, ở sau cái xương ức của chúng ta, cái sternum. Và nó đau nhiều hơn khi mà chúng ta nằm hoặc là khi chúng ta cúi mình xuống. Cái lý do tại làm sao chúng tôi sẽ xin giải thích. Và cái trường hợp này nó rất thường xảy ra và không gây ra cái tổn thương trầm trọng. Thường thường thì nó không gây ra cái tổn thương trầm trọng. Thì nói chung là ợ chua là một cái cảm giác nóng cháy ở phía sau cái xương ức, xương sternum của chúng ta. Và nó đau nhiều hơn khi chúng ta nằm xuống hoặc là khi chúng ta cúi mình xuống để pick up, để lấy một cái vật gì ở dưới đất. Và đây là một cái trường hợp rất thường xảy ra. Và thường thường thì nó không gây ra cái rủi ro gì lớn. Cái hình này biểu diễn cái sự nóng cháy ở ngực của chúng ta. Thưa quý vị, đây là cái thực quản đây. Dưới này là cái bao tử. Thế thì cái trong trường hợp mà ợ chua là nó cảm thấy nó nóng cháy ở phần đây, tức là cái sternum, tức là cái xương ức của chúng ta nó nằm ở đây. Quý vị nhìn thấy rõ cái hình ảnh như vậy, nóng cháy ở trước ngực của chúng ta. Nóng cháy, cái cảm giác nóng cháy ở trước ngực của chúng ta. Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến cái nguyên nhân của cái ợ chua, tại làm sao nó đã xảy ra cái trường hợp ợ chua. Đây là bộ máy tiêu hóa. Miệng sau khi nhai thực phẩm được chuyển vào cái thực quản để xuống cái bao tử. Để xuống cái bao tử nằm ở dưới này để tiêu hóa. Thế trong cái trường hợp mà gọi là ợ chua thì thưa quý vị, cái thực phẩm ở đây nó sẽ dội ngược lên trên này và nằm lên trên cái thực quản. Bình thường nó xuống dưới này, ở đây nó có một cái van, ở đây nó có một cái van, nó đậy lại thì thực phẩm không lên ngược. Trong cái trường hợp này đó thì thưa quý vị, cái dạ dày nó co lại một chút xíu và cái van ở chỗ này nó cũng mở ra, nó mở ra, nó giống như cái hòm cua đó thưa quý vị. Thành ra cái thức ăn ở đây nó sẽ dội ngược lên trên này và nó tạo ra cái cảm giác chua chua, nóng nóng, cháy cháy ở cái thực quản trên này. Giống như chúng ta đốt cái gì ở trong này đó thưa quý vị, cảm giác nó khó chịu, nó đau, nó rát. Và người ta ví cái trường hợp đó giống như là một cái que diêm mà nó đốt cháy ở cái phần ngực của chúng ta. Như chúng tôi đã nói là cái ợ chua nó không có liên quan gì tới cái trái tim, không có liên quan gì cái heart attack, tất cả hai cái nó không dính dáng gì với nhau. Một đằng là bên trái tim, một đằng là bên bộ máy tiêu hóa. Nhưng mà đôi khi cái sự đau ngực đó nó có thể cho là chỉ vì bị ợ chua mà không để ý tới là đó là cái dấu hiệu của cái heart attack. Ở điểm này thì chúng tôi xin nhấn mạnh lại thế này, là có những cái dấu hiệu về bộ máy tiêu hóa, nhưng mà nhiều khi nó lại cũng là cái dấu hiệu của cái vấn đề bệnh trái tim của chúng ta, như trong trường hợp ợ chua, như trong trường hợp khó tiêu mà chúng tôi đã trình bày. Nó có cái cảm giác đau đau, tức tức ở đây. Thế trong khi trái tim thì nó cũng có trường hợp ở bị heart attack, nó cũng có cái đau, nó cứ tức tức ở đây. Thế nhiều khi mình cứ nhầm lẫn cả hai cái với nhau, đôi khi lại không để ý tới cái heart attack và nó có thể xảy ra nhiều chuyện, đặc biệt là đối với người phụ nữ. Thường thường trong những cái trường hợp như thế nào thì chúng ta bị ợ chua?
Cũng giống như trường hợp mà gọi là khó tiêu thì ở chua thường xảy ra sau khi chúng ta ăn quá no, ăn quá nhiều. Và đặc biệt là khi chúng ta nằm. Vâng. Và cái cảm giác này nó có thể kéo dài từ vài phút cho tới vài giờ đồng hồ. Nó kéo dài từ vài phút tới vài giờ đồng hồ. Lý do tại làm sao? Là tại vì khi chúng ta ở chua thì cái axit ở cái dạ dày của chúng ta nó trào ngược lên trên cái thực quản của chúng ta. Và chúng ta biết rằng giữa thực quản và dạ dày nó có một cái van. Nó có một cái van nằm ở đó. Cái van nó nằm ở đó. Và bình thường thì thức ăn chúng ta vào thì cái van nó mở để đi xuống. Cái van nó mở ra để cho thức ăn đi xuống. Thế sau khi thức ăn vào trong thực quản rồi thì cái van nó khép lại như thế này. Thành ra thức ăn không thể nào dội ngược lên trên được. Thế ngược lại trong cái trường hợp mà bị Heartburg thì thưa quý vị, cái van nó cứ tiếp tục mở. Thành ra khi mà cái dạ dày bóp vào đó thì thức ăn nó lại dội ngược lên trên. Thức ăn dội ngược lên trên vì cái van nó tiếp tục mở. Đây là cái hình ảnh. Cái van bình thường sau khi thực phẩm xuống rồi thì cái van này nó khép kín, quý vị thấy không? Nó khép kín lại. Thành ra thức ăn ở đây không dội ngược lên được. Đó. Ngược lại trong cái trường hợp mà dội ngược thực quản hay là bị ợ chua thì cái van nó lại đem nó mở ra. Thành ra cái chất chua, cái thực phẩm ở trong này nó dội ngược lên trên này. Thành ra nó tạo ra cảm giác nóng cháy ở đây, quý vị thấy không? Cảm giác nóng cháy ở đây. Thành ra lý do là cái van của nó bị hở. Khi có thai thì cũng có thể trường hợp như vậy, là tại vì thai nhi nó đẩy lên cái dạ dày, thành ra nó làm cái áp lực ở trong cái dạ dày khiến cho cái van nó mở ra. Cái sự ợ chua này đó thì có một số những cái loại thực phẩm nó có thể gây ra ợ chua. Thí dụ rượu, cà phê là những cái chất kích thích cái bao tử của chúng ta. Nó tiết ra nhiều những cái dịch vị, trong đó có chất chua, chất axit. Hoặc là khi chúng ta uống nước ngọt quá hơi thì cái hơi nó vào trong cái bao tử của chúng ta, nó làm cái bao tử của chúng ta nó giãn ra. Thành ra nó tạo ra cái áp suất ở trong cái bao tử đó, nó làm cho cái van ở cái thực quản với lại cái dạ dày nó mở rộng ra. Rồi những cái thức ăn thí dụ như là hạt tiêu cay chua hoặc là ketchup mà nó chua, hoặc là những loại mù tạt, nó là những cái thứ nó cũng dễ dàng kích thích cái bao tử và nó có thể đưa tới những cái trường hợp gọi là ợ chua. Hành, tỏi, vâng thưa quý vị, những món ăn này rất ngon nhưng mà cũng gây ra một số như khó chịu cho cái sự tiêu hóa của chúng ta, hoặc là nước cà chua, nước giấm, nước cam, trong đó có nhiều những axit, đặc biệt là cái vitamin C, nó cũng có thể đưa tới cái trường hợp gọi là ợ chua. Chất béo là những chất nó trì hoãn cái sự tiêu hóa ở trong cái dạ dày của chúng ta. Thức ăn nó nằm ở trong đó đâu, nó sình, nó đẩy lên trên, hoặc những thức ăn mà chiên rán với nhiều mỡ, nhất là cái loại mỡ động vật, thưa quý vị thính giả. Đây là cái cảm giác của một người bị ợ chua, cảm thấy khó chịu ở cái lồng ngực, quý vị thấy không? Thế nó khó chịu, nó chua chua, nó khó chịu miệng, có vẻ như là có cái gì nó dính vào trong miệng của mình. Hoặc là bây giờ chúng tôi lấy một cái hình ảnh, một cái miếng pizza. Khi mà quý vị ăn miếng pizza vào trong cơ thể của chúng ta thì nó sẽ đi như thế nào? Thưa quý vị, cái miếng pizza nó đi vào cái thực quản, rồi nó xuống đến dạ dày. Xuống đến dạ dày thì nó sẽ được tiêu hóa bằng những cái chất axit ở trong cái dạ dày này. Đó. Thế thì nếu mà cái van này nó mở, vâng, van này nó mở thì cái thức ăn ở đây nó sẽ chuyển lên trên bên trên. Nó sẽ dội ngược lên trên như thế này. Và đây là cái trường hợp mà nó đưa tới cái trường hợp mà gọi là bị heartburn hay là ợ chua. Đấy, cũng cái miếng pizza ngon lành như vậy mà khi vào đây nó có thể trở thành ra một cái chất mà nó tạo ra cái sự khó khăn cho chúng ta, là cái ợ chua hay là cái heartburn nó nằm ở trên này. Chúng tôi xin nhắc lại một số những cái thực phẩm nó có thể đưa tới ợ chua. French fry có rất nhiều chất mỡ, mà mỡ nó delay, nó làm chậm cho cái sự tiêu hóa của chúng ta. Rồi những cái loại mà cam mà có nhiều chất chua đó, thì thưa quý vị, đó cũng là những cái chất mà có thể gây ra cái ợ chua, hoặc là những cái loại bánh ngọt trong đó có nhiều cream quá, nó cũng có thể gây ra cái trường hợp ợ chua.
Chúng tôi chỉ nhắc lại những cái trường hợp này để quý vị có thể nắm vững được những cái chất nào, những cái thực phẩm nào nó có thể gây ra ở chua để mình tránh. Cà chua, ớt, những cái nước mà nó có nhiều chất chua, ớt cay là những cái loại mà đặc biệt là nó hay gây ra cái trường hợp ợ chua đó thưa quý vị thính giả. Rượu, thịt, rượu là nó có thể đưa ra cái trường hợp ợ chua. Thì sau khi chúng ta đã biết rõ những cái thực phẩm nó có thể gây ra ợ chua thì chúng ta tìm hiểu coi xem là cái hậu quả của nó như thế nào. Bình thường thì thưa quý vị, cái ợ chua nó khó chịu. Nhưng mà chúng ta dùng một vài cái loại thuốc nó có thể giảm cái trường hợp ợ chua. Nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp nó xảy ra cái bệnh gọi là trào ngược thực phẩm đó, lên trên cái thực quản, thì thưa quý vị, trong trường hợp đó là nó có thể gây ra những cái tổn thương trầm trọng cho thực quản của chúng ta. Vâng, nó gây ra tổn thương trầm trọng cho cái thực quản và nó có những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Thành ra thưa quý vị, bình thường thì nó chỉ kéo dài chừng độ 10-15 phút, uống một vài viên thuốc vào có thể bớt, nhưng mà nó có thể gây ra cái trường hợp mà gọi là bệnh trào ngược thực quản, tức là reflux đó thưa quý vị thính giả. Thế nói rằng điều trị nó dễ dàng thì thưa quý vị, điều trị như thế nào thì nó cũng giống như cái trường hợp mà khó tiêu kỳ trước, là cái dịch vị ở trong cái bao tử của chúng ta là cái điểm chính, là cái chất mà nó gây ra cái ợ chua. Thì chúng ta có thể sử dụng một vài cái loại thuốc hóa giải chất chua ở trong dạ dày. Thí dụ như là cái Melox, hoặc là cái Mylenta, hoặc là cái Gelugin, Roulette, hoặc là Tâm. Thưa quý vị, những cái thứ này quý vị có thể mua ở ngoài tiệm thuốc Tây một cách dễ dàng. Khi mà bị ợ chua khó chịu, quý vị có thể uống một viên Tâm hoặc là một chút Melox thì quý vị cảm thấy thoải mái, dễ dàng ngay. Nhưng mà nó có một cái điểm thế này, là những cái loại thuốc này nó có thể gây ra một số những cái vấn đề nếu mà chúng ta lạm dụng nó quá, là tại vì nó có thể đưa tới cái trường hợp mà bị bệnh tiêu chảy hoặc là trường hợp bị bệnh táo bón. Thành ra đừng nên lạm dụng những thứ này. Nếu mà chúng ta tự chữa trong khoảng chừng độ một tháng mà nó không có công hiệu thì thưa quý vị, trong trường hợp đó là chúng ta nên đi bác sĩ. Thế ngoài ra thì quý vị cũng có thể sử dụng một vài cái loại thuốc để mà nó giảm những cái chất tiết axit ở trong cái bao tử của chúng ta mà nó gây ra cái ợ chua. Thì những cái thứ này đó thì thường thường chúng ta phải đi bác sĩ, thì bác sĩ có thể biên toa cho chúng ta mua thuốc. Thí dụ như Cimetidine, cái Tagamet, Tagamet hiện thời bây giờ thì bán tự do. Hoặc là những cái loại như axit, hoặc là những cái loại như Zentec, là những cái thứ thuốc mà nó có thể làm giảm cái sự tiết những cái chất chua ở trong cái dạ dày của chúng ta. Những cái thứ như Tâm, Melox thì nó dung hòa, nó làm loãng cái axit đó. Còn những cái thứ này thì nó ngăn chặn, nó không cho cái axit tiết ở trong dạ dày của chúng ta. Đây là cũng là tên những cái loại thuốc mà nó chặn, nó không cho những cái chất chua ở trong dạ dày nó xảy ra. Prazolic có lẽ là cái thứ mà quý vị cũng đã thường dùng. Prazolic còn gọi là Omeprazole over the counter, tức là quý vị có thể mua tự do ở những cái tiệm thuốc Tây. Trong cái hình ảnh này thì chúng tôi nhắc lại một vài cái loại thuốc để quý vị có thể tự chữa trong một khoảng thời gian ngắn. Thí dụ như Roulette, thí dụ như Mylenta hoặc là Zentac là những thứ mà quý vị có thể mua ở ngoài tiệm thuốc Tây. Thì thưa quý vị, thuốc có sẵn để điều trị, nhưng mà cái vấn đề quan hệ là chúng ta phải làm thế nào để tránh không cho những cái trường hợp mà gọi là ợ chua nó xảy ra. Thì cái vấn đề đó là quan hệ, phòng tránh vẫn quan hệ hơn là chúng ta để chờ nó bệnh xảy ra rồi bây giờ chúng ta mới chữa. Cái điểm thứ nhất là thưa quý vị, cần phải tránh cái trường hợp gọi là quá mập phì lên cân đó thưa quý vị. Là tại vì khi mà chúng ta lên cân quá mập phì thì nó tạo ra một cái sức ép ở trong cái bụng của chúng ta, nó đẩy lên trên cái dạ dày. Và khi nó đẩy lên trên dạ dày như vậy thì cái dạ dày nó sẽ bóp vào và cái van ở trên này nó sẽ mở ra. Thành ra những cái thực phẩm ở dưới này, chất chua ở dưới này nó dội ngược lên trên cái thực quản của chúng ta. Đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta cần phải để ý. Cái điểm thứ hai là đừng mặc quần áo bó quá chặt.
Cái điểm này thì thưa quý vị, chúng tôi phải nói là phải nhắc nhở các bà, các cô nhiều khi mang những cái gen quá chặt để cho cái thân hình nó thon thon, thì thưa quý vị, nó ép vào trong con người chúng ta, nó làm cho cái bao tử của chúng ta nó dội ngược. Thành ra nó cũng đưa tới cái trường hợp gọi là tăng áp suất ở trong bụng, và nó gây ra cái trường hợp mà gọi là ợ chua. Tránh những cái thực phẩm gây ra ợ chua, những cái chất chua, thí dụ như cà chua, ớt cay, rượu, cà phê mà chúng tôi đã trình bày ở trên. Một cái điểm đặc biệt là tránh ăn quá no và ăn làm nhiều bữa. Cũng với cái khẩu phần đó, những cái bị chia ra làm phần nhiều, phần nhỏ, ăn ngày sáng 8 giờ, rồi 10 giờ ăn một chút, 12 giờ một chút, 2 giờ, 4 giờ. Nó hơi mất công một chút xíu nhưng mà nó giúp cho cái dạ dày của chúng ta nó tiêu hóa được một cách dễ dàng. Một cái điểm đặc biệt là đừng bao giờ nằm ngay sau khi ăn. Các cụ chúng ta ngày xưa thì có cái thói quen là sau khi nằm hoặc là đi bộ một chút xíu, hoặc là ra nằm ở trên cái gối, trên cái tràng kỷ nghỉ ngơi. Thì thưa quý vị, trong cái trường hợp đó, cái thực quản với cái dạ dày nó ngang bằng nhau, thành ra thực phẩm từ ở cái dạ dày nó dội ngược sang cái thực quản và nó đưa lên cái trường hợp gọi là heartburn. Đợi ít nhất là vài giờ trước khi ăn, hoặc là khi nằm, hoặc là khi đi ngủ. Đây là cái điểm quan hệ. Có nhiều người cứ than phiền rằng là buổi tối thì tôi hay bị ợ chua. Vâng, buổi tối chúng tôi hay bị ợ chua. Thì trong trường hợp này chúng tôi xin đề nghị với quý vị là nâng cao cái đầu giường với một vài cái cục gạch khoảng chừng độ 10 cm, để cho nó cao lên một chút xíu, cho cái giường của mình nó hơi cao lên chút xíu. Đừng quá cao quá, nó vừa phải, khoảng chừng độ 10 cm thôi. Có nhiều người thì nằm cái gối để cho nó cao, nhưng mà thưa quý vị, hai cái gối nó không công hiệu, nó không cứng bằng cái trường hợp mà chúng ta lót cái cục gạch thế này đó, thì nó cao hẳn lên thế này, thành ra cái cơ thể của mình nó dốc, hơi dốc thoái thoải xuống một chút xíu thì tốt hơn. Thành ra quý vị có thể sử dụng một vài cục gạch đó, nó nâng cao lên khoảng chừng độ 10 cm là đủ rồi. Đừng hút thuốc lá. Và chúng tôi cứ đi lại về cái vấn đề thuốc lá là tại vì cái chất nicotine nó làm giảm cái hiệu năng của cái van thực quản, và vì đó cho nên nó cứ tiếp tục nó mở, thì thức ăn ở dưới này nó sẽ dội lên. Thành ra thuốc lá là cái điểm mà chúng ta cần phải tránh. Bớt có lo âu, cái stress, khi chúng ta lo âu, chúng ta stress, nhiều khi ăn vội vàng rồi cái bao tử của chúng ta nó cũng không chịu làm việc một cách đầy đủ, nó lazy, nó lười. Thành ra trong trường hợp đó nó cũng có thể đưa tới cái trường hợp mà gọi là bị heartburn hay là ợ chua. Sau khi ăn hoặc là trước khi ăn, vận động nhẹ nhàng, đừng có mạnh quá. Và chúng ta cũng có thể thư giãn cơ thể của chúng ta để giảm bớt cái stress bằng cách nghe âm nhạc hoặc là thoa bóp cơ thể. Vâng, thoa bóp cơ thể có thể bằng tay, hoặc là hiện thời bây giờ thưa quý vị có những cái loại gọi là ghế massage chair, nó rất là công hiệu, quý vị có thể sử dụng những cái loại đó. Thư giãn tâm trí là cái vấn đề quan hệ. Nâng cao đầu giường là cái vấn đề quan hệ. Nằm quý vị thấy rằng nó hơi cao cao lên một chút xíu chứ không dốc nhiều lắm. Vâng. Và trong những nước uống thì nó cũng có nhiều loại nước uống, nó có những cái gas ở trong đó, mà những gas đó là những cái chất nó có thể gây ra cái ợ chua, hoặc là trong cái nước uống nó có nhiều caffeine, đặc biệt là bây giờ những cái thứ nước uống bây giờ quý vị thấy nó có rất nhiều caffeine ở trong đó. Caffeine là cái chất mà kích thích cái bao tử và nó có thể gây ra những cái trường hợp gọi là ợ chua. Thức ăn bơ, những cái fromage, nhiều chất béo, cà chua, hành, ớt, toàn là những cái thứ mà có thể gây ra ợ chua. Và nếu chúng ta bớt ăn những cái thứ này thì thưa quý vị, chúng ta có thể bớt được những cái ợ chua. Giống như cổ nhân chúng ta vẫn nói rằng thì là họa từ khẩu nhập, là vì vậy. Rượu, thuốc lá, thưa quý vị xin bye bye nó, đừng có sử dụng nhiều rượu, thuốc lá. Giảm những cái chất axit, đây là những cái thuốc, chúng tôi nhắc lại một số những cái thuốc mà có thể giảm cái axit ở trong bao tử của chúng ta và tránh được ợ chua. Pepto-Bismol là chất thường dùng, hoặc là tâm, hoặc là những thứ, thí dụ Alka-Seltzer, thưa quý vị uống chừng nửa viên Alka-Seltzer là quý vị cảm thấy thoải mái ngay tức thì. Có những loại anti-acid bán tự do ở trên thị trường, quý vị có thể mua được dễ dàng. Đặc biệt là những cái loại dược thảo của các cụ chúng ta vẫn ngày xưa vẫn dùng thì quý vị rất tốt. Thí dụ như là cái gừng, những cái miếng chanh,
vân vân là những cái thứ mà nó có một cái tác dụng rất là tốt để làm giảm cái chất chua. Sau khi mà cảm thấy khó chịu, cái vị chỉ nhai vào miếng gừng là cảm thấy thoải mái, dễ chịu ngay tức thì. Những nước chanh hoặc là cái trái chuối, thưa quý vị, cũng là một cái món mà nó có thể làm giảm thiểu cái dấu hiệu của cái sự ớn chua, cái sự khó chịu của sự ớn chua. Và đặc biệt là, thưa quý vị có thể đi đúng bấm huyệt, tức là dưới bàn chân của chúng ta nó có những cái huyệt mà nó tương ứng với cái dạ dày của chúng ta. Mà khi bấm vào những cái huyệt này đó thì, thưa quý vị, nó có thể giúp cho sự tiêu hóa của chúng ta được dễ dàng. Thành ra bấm huyệt bàn chân cũng là một cái điểm chúng ta cần phải làm. Và kinh nghiệm cổ nhân là ăn no nặng bụng và bệnh tùng nhập khẩu và bớt ăn mấy miếng, nhịn thèm ít đau, thì đó là những cái phương thức mà chúng ta có thể tránh được cái trường hợp mà gọi là bị cái bệnh gọi là heartburn. Thì thưa quý vị, đấy là phần trình bày của chúng tôi về cái bệnh heartburn hay là cái chứng bệnh gọi là ở chua. Và chúng tôi xin kính chúc quý vị được mọi sự bình an và xin hẹn quý vị vào những cái chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị. We'll be right back.